Hello cho mọi người. Hôm nay mình sẽ làm về một cái clip kiểu như là nhận nhận tiếp nhá. Thì thật sự là sorry, mình mở khui trước này, các bạn thấy không này. Thì lý do mình đã khui trước rồi á thì mình cũng không có muộn như vậy đâu, tại vì cái người mà mình muốn nhận á cũng không biết người ta gửi như thế nào, nhưng mà người ta bảo là cái hộp này là cái hộp nhựa. Thì thật sự là mình cũng không biết là mình đã ship, đã tự nhiên mình không nhớ là mình đã từng mua cái hộp nhựa ở trên mạng các bạn, ở trên đồ online á. Thì mình không biết, mình bảo là anh shipper á, là bảo nói mình là có một hộp nhựa người ta ship cho mình, thì là mình không có biết là cái gì hết. Xong là mình bảo người ta là khui ra cho em xem, thì người ta khui ra thì thực ra thì thật sự là đúng là con nhện thì không phải là hộp nhựa, nhưng mà cái người mà người gửi cho mình á thì người ta không có ghi là nhện mà người ta lại ghi là hộp nhựa, cho nên là mình khui ra trước để mình kiểm tra, không phải chứ không phải là mình tự làm như vậy đâu. Đây, con này là con nhện cây ten 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 đấy, thì khui ra như vậy luôn. Mình đã mình mở ra mình mới biết là con nhện, thì anh shipper mới bảo là nhện chứ không phải, tại vì anh này là gửi cho mình nhiều rồi thì anh bảo là nhện chứ không phải là khui ra, hai người mới biết là nhện chứ không phải là hộp nhựa. Đây này, con này là con nhện cây, con Formosa. Thì Formosa con này mình nghe nói là con nhện, con này là con miêu nhé các bạn. Thật sự là thì đôi lúc là mình đọc con nhện thì tên nó hơi sai một xíu, nhưng mà tên đầy đủ của nó thì không biết. Đây này, các bạn thấy không? Con Formosa này thì đây, từ mình cho các bạn xem con cạn của mình này. Mình muốn là mua một cặp cho vui. Mình trước giờ mình toàn nuôi một cặp thôi. Mình không có ít, mình ít khi mình nuôi lẻ nhé các bạn. Cho nên là mình, cái tính của mình thì phải săn cho được một cặp thì mình mới vui được. Đây, con lẻ này. Từ từ lẻ của mình nè. Đây con này con hơi bị lớn đấy các bạn. Con này thì con Formosa nhá, không phải là con Regalis nhá. Con Regalis thì nó giống như vậy luôn, nhưng mà con hai cái con này giống nhau. Thì con này không phải là con Regalis đâu. Con này là con Formosa đấy. Thì con này với con Regalis thì nó giống nhau. Nhưng mà con Regalis kia thì nó màu trắng tinh luôn, còn con này thì nó màu vàng này các bạn, để ý hai mấy cái chân ở dưới nó màu vàng, xung quanh chân nó màu vàng. Không phải là, với lại con này đắt hơn con Regalis kia, con này thì đắt hơn con Regalis kia, còn con Formosa này thì đắt hơn thật, đúng không? Mình nói nó hơi có bị rội một xíu. Đây, đó là con cài của mình nhá, con lớn và trưởng thành đấy. Còn con này thì con Sumtiger của mình này, nó nằm ở đây này. Còn con Togo của mình này, con nhìn mẹ của mình này. Thì vài bữa mình sẽ dán lên tường luôn, mình sẽ làm một cái giá treo lên tường luôn. Và nhìn cây này, con mình đang bạn các bạn này. Đây này, nó nằm ở đây này. Đó. Cái phòng của mình khá là bừa bộn. À, lát mình giới thiệu cho các bạn cách nuôi dê với cách nuôi sâu nhá. Nhiều bạn cũng hỏi mình. Còn nhìn con của mình này, nhìn con Togo của mình đó. Đây, clip sau mình sẽ cố gắng mình dành thời gian để cho Sling Togo này ăn, rồi mình sẽ làm clip cho các bạn xem. Mình mới rạc từ này thôi, tại vì mình cũng không có thời gian các bạn, cho nên là các bạn xem các bạn thông cảm cho mình nhá. Còn đây, bây giờ tập trung vào chuyên môn vào con nhện này nhá. Con này con Formosa, con này con miêu, con đực. Thì nó chưa trưởng thành, nhưng mà người bạn lộ với mình là bảo là trưởng thành rồi, nó đã có móc rồi. Thì thật sự mình là kiểm tra mình xin sơ qua thì con này chưa chính xác là chưa trưởng thành đâu các bạn. Từ nhá, mình cũng chưa chuẩn bị được cho nó một khúc cây nào hết. Mình chuẩn bị được cái hộp này thôi nhá, cái hộp cũ này các bạn nhớ không, cái hộp mà hộp con Togo mẹ á. Đây, bây giờ mình sẽ xịt ẩm sơ qua đi, xịt ẩm nhá, đây một xíu. Rồi, mình xịt ẩm sơ qua rồi. Để cái dòng nhìn cây này cũng không có cần ẩm lắm đâu các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ chén nước này vào, mình tạm thời nuôi nó ở trong này. Rồi mình sẽ kiểm cho nó một khúc cây sau. Rồi bữa sau nó mình sẽ thay cho nó một cái nhà mới khác. Nhìn nào đủ size, đủ tuổi thì mình đã sẽ thay nhá. Chứ các bạn đừng có nuôi mãi ở trong một cái hộp bè vậy thì nó sẽ lâu lớn lắm. Nên mình sẽ xịt nước vào.
cái nước của mình này bè bè thôi, tại vì cái hộp này nó hơi chìm dịch, hơi bè một xíu thì mình bỏ nắp vào cái được. Đây còn các bạn mua dượt này, nhiều người hỏi với mình là mua dượt ở đâu thì các bạn ra tìm cây cảnh nhá, bạn mua cái chỗ mà bạn mùn dứa mà dượt này thì người ta xử lý hết rồi, lại là cũng an toàn. Nếu các bạn kỹ hơn một xíu thì các bạn thay cái phơi nặng thêm một lớp nữa là ok, thêm một lần nữa là ok. Đây mình sẽ rải một ít đây để cho nó hay đẹp đẹp một xíu. Ok vậy đi này các bạn này, những cái hộp của mình thôi, mình trang trí này đó, vậy thôi, không có cầu kỳ đâu, xịt ẩm qua một xíu. Ok vậy nhá, bây giờ mình sẽ bắt con nhện này ra rồi cho bạn xem. Hello mày nè các bạn này, nhìn ok lắm, cũng đẹp, nói chung là đẹp. Ok mình sẽ bắt nó ra nè các bạn, xem này, nó đây này, nhìn cây này cẩn thận nhé các bạn, nhìn cây rất là độc luôn, độc hơn cả nhìn đất nhé, thì các bạn phải cẩn thận thật sự. Nếu các bạn bị cắn là mệt á, mình cũng không biết là vài phút nữa mình sẽ có bị cắn hay không, nhưng mà mình rất là sợ luôn, mình tại mình bị con nhện đất cắn một lần rồi mình biết. Mà con nhện cây thì nó sẽ độc tính của mình, theo mình biết thì nó mạnh hơn gấp 10 lần so với con nhện đất á, cũng tùy con nhá, chứ không phải là con nào cũng độc như nhau đâu, có con độc mạnh, con độc yếu ấy, nên là cẩn thận các bạn. Con này hơi nhát này. Ôi, hello mày đi đã, còn thấy không, thì mình giữ nét nét này một xíu. Ok đó, đi ra qua nhà mười đi. Ok wow ok này các bạn thấy không này, vào đây này đó, không có được nét lắm nhờ. Đây mình hơi nắc một xíu nhé, các bạn thông cảm cho mình. Đây chắc có lẽ là mình phải bật flash lên cho các bạn xem thôi, còn kiểu này thì hơi nhòe một xíu. Ok đây này các bạn ơi, nó đây này đó, hơi nói chung là nhìn cũng không được nét lắm nhờ. Này nó đây này, con này nhìn trông rất là đẹp luôn, nhưng mà nó chưa ra màu hẳn đâu, nó còn màu còn lợt gấp mấy lần con cái, còn con này con đực thì màu nó lợt hơn nhá, nhìn rất là đẹp. Thì đó, đây để xem nó vừa đi, nó vừa giăng tơ này các bạn, mình nghĩ nó sẽ khát nước nhưng mà thôi không sao. Wow, có bất ngờ khác thì các bạn ơi, mình vừa nhận được một cuộc gọi của shipper này. Shipper gửi về cho mình tiếp một cái đơn nữa, thì đơn này mình được tặng nhá, con này con bồ cạp, thì bạn có một bạn ở Sài Gòn bạn tặng cho mình. Thôi tạm thời là con này như vậy nhá. Ui từ rồi tạm thời là như vậy đi. Này, nó nằm ở đây này các bạn này. Các bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn á. Đó. Đây tạm thời mình sẽ chơi con này đi. Mình đang còn quay thì tự nhiên có shipper gọi cho mình. Hộp này là đầu tiên mình nhận được cái hộp bé như vậy luôn á. Con này con bồ cạp, nhưng mà con bồ cạp mini đó các bạn. Con bồ cạp 2i thôi. Mình làm cho mình lại cái này đi, mình sẽ cắt cái này ra. À nhiều bạn hỏi cái nhíp này mua ở đâu thì các bạn mua ở các shop nhìn khác cũng có bán nhá. Cái này là một phần nữa là các bạn muốn mua gần hơn ấy thì các bạn chạy ra ngay chỗ tiệm mỹ phẩm á các bạn, mấy tiệm bán mỹ phẩm á, mấy tiệm làm đẹp á các bạn, thế các bạn mua là có, là người ta bán nhá. Mình nhớ lúc trước mình mua cái nhíp này hình như 30.000 hay là sao ấy, mình không biết là đắt hay là không nữa,
Khó mở nha. Đây, tạm thời mình sẽ bóc cái này ra. Tem, có tem đàng hoàng các bạn ơi. Đúng là thật. Mình hôm nay mình chỉ nghĩ là có cái chủ đề là con nhện không xa kia thôi, nhưng mà không phải. Bất ngờ là tại tự nhiên lại có thêm một cái con bò cạp này nữa. Con bò cạp này tặng. Đây. Nó đây này. Không biết là có mình chỉ bạn bảo á là tặng cho mình một con, nhưng mà mình cũng nghĩ là một con thôi. Tặng nhiều thì tội bạn. Wow, cái này cái gì? Ủa, cát hả? Cái này là cát hả? À, cát nè. Cái cát này các bạn này, lát mình đưa nó cho bạn xem. Wow. Wow, nó đây này các bạn này. Nó nằm vào trong này. Được một con này, tại vì lâu nay mình không có tìm hiểu về bọ cạp nhiều. Mình có nuôi một số nhện bọ cạp đen đó các bạn, cầm vào cặp nâu á. Thì lát mình cho các bạn xem. Từ từ nhá, để mình kiểm hộp đã. Ok, mình đã tìm được cái hộp rồi. Tại vì bữa trước mình nhận cái con kia mình thừa một hộp. Thì đây, tìm hơi lâu một xíu. Tại vì con này là bữa sau mình sẽ giới thiệu các bạn lý do mình có cái hộp này, thừa cái hộp này. Đây là thì mình sẽ đổ cái mùn này vào nhé. À, cát chứ gì, không phải mùn đâu. Đổ hết luôn là ra. Ôi, chắc đổ hết luôn đi cho rồi. Cát này mua ở đâu thì mình không có biết luôn. Mình nghĩ là cát màu trắng nhỉ, chứ không phải là cát màu này đâu. Tại vì cát, wow, nhìn thích thật á. Cát này không biết mua ở đâu nhỉ. Các bạn biết con nhìn này, á, quên nhầm. Cái con bò cạp này tên gì các bạn chỉ cho mình nhá. Thật sự thì mình cũng không có để ý bò cạp này cho lắm. Mình cũng không có rành á. Đây, được chưa? Chắc phải được đó nhỉ. Hơi thấp nha, tầm thời như vậy này. Đó, mình hộp con nhện một xíu. Đây, mình sẽ bỏ đây cho gần. Ok. Đây, từ nhá. Đây, như vậy sẽ thấy rõ hơn nha. Thì mình sẽ bỏ một khúc cây này vào. Cây thì mình có, nhưng mà không có được nhiều thôi. Vậy được không ta? Vậy được đó nhỉ? Thế con này hơi bẹ mà. Đây, con này con bọ cạp gì thì các bạn chỉ tên cho mình vậy nhá. Mình không có chuyên môn về bọ cạp. Con này chắc ở khô nhỉ? Đây này, nó đây này các bạn này. Đó. Thì con này mình nghe nói là con bọ cạp sa mạc. Cái này nó tự sinh sản á. Wow, hello. Rồi. Đó, có bao bọc cạp này các bạn này. Ui, nhanh vậy. Nhanh nha. Đó. Thì mình nghe này là con bọc cạp này giá của nó là con này này, giá của nó là 100.000 một con. Thì bạn tặng cho mình thì mình cũng cảm ơn. Với lại là mình cũng không có rành để bọc cạp á. Mình chỉ nuôi một con thôi. Nếu mà sau này tự nhiên là mình cảm thấy mà thích một xíu thì mình sẽ nuôi tiếp vài con nữa, con lớn, không phải con bé đâu. Nhưng mà mình đang còn thử tìm hiểu xem nuôi được hay không. Thôi, mình cảm ơn nhá. À, mình cũng từ để mình nắp lại đã. Thì hôm nay con nhìn Formosa này, với là một con bọc cạp tên gì thì mình không có biết, các bạn biết các bạn chỉ tên cho mình nhé. Đây. Đây là cái hộp bọ cạp của mình này, nhưng mà lâu nay mình vẫn cho ăn bình thường. Nhưng mà nhiều bạn hỏi với mình á là mình có nuôi bọ cạp không, thì thật sự là mình cũng ít thật sự. Đó, nó đây này. Bọ cạp đen thì nuôi bọn này cũng thích lắm. Bọn này không có gì đâu. Này, con này con nhìn mẹ này, mình nuôi từ cái lúc mà nó đẻ cái lưng tới giờ luôn á, thì cũng rất là lâu rồi. Đây này, nó đầy luôn này. Đó, nó nằm ở đây này. Bọ cạp này bọ cạp mà nụi đấy các bạn, bọ cạp bình thường thôi. Mình thử chơi một chịu nhé. Giờ không có cái gì chơi nhỉ, đây. Đó.
đó, đây này, đây này, wow, dưới này còn nhiều lắm này. Hello, hello, vậy 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 bộ cặp này là bộ cặp núi, bộ cặp nâu. Các bạn mà giỏi kiểu như giỏi pha đèn flash ấy, nó sẽ có màu 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 ngọc nhé, nhìn rất là đẹp luôn. Thì bộ cặp này nó rất là bươi, nó phả lắm các bạn. Thì tương lai là mình đôi khi là mình sẽ thả cái bầy này đi, tại vì mình cũng không có muốn nuôi bộ cặp nhiều, cái này là cũng không có muốn kiểu như là nuôi nó để lâu, trong này nó hơi chật một xíu thì cũng tồi nó. Cái này bạn thì mình cũng không có biết là giá như thế nào, chắc cái này cũng rẻ thôi, không có đắt đâu, đắt là đắt con bồ cạp này ấy. Này cái phòng của mình hơi bừa bộn một xíu, rất là bừa bộn luôn. Ra đây, đây đặc biệt nhất là có hai con này thôi, nhưng mà những con bồ cạp nó đẹp thật đó, đẹp thật luôn. Bồ cạp này, bồ cạp 2i, 2i là chắc là 2 cm đó các bạn. Mình kêu tên vậy không biết có đúng hay không, nhưng mà chắc có lẽ là được vậy. Còn con nhện này, từ giờ mình thích con nhện thôi. Đó, này các bạn nhìn ở ngoài này, các bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn. Nhện cây nhá, bữa sau mình sẽ trang trí một khúc cây vào cho nó. Thôi, mình dừng clip nhá. Nói chung là clip sau đi. Clip sau mình sẽ làm về một cách cho sư linh Togo ăn, rồi chia sẻ một xíu về cách nuôi sâu này, cách nuôi dê này, rồi mọi vấn đề kinh nghiệm của mình, cách chia sẻ của mình thôi. Các bạn đến đây, các bạn ủng hộ kênh mình nhá. Rồi các bạn xem clip sau của mình chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ.